Xin chào mọi người, và nhất là các bác, các anh, các chị cũng như là các em tuổi Mão. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ về cái tử vi của tháng Canh Ngọ tháng Canh Ngọ của năm Kỷ Hợi 2019. Đó là tháng tức là tháng 5 âm lịch đó. Đối với tất cả những người tuổi Mão thì đầu tiên hết á, thì mình sẽ nói sơ như thế này nè. Người ta gọi là Tý Ngọ Mão Dậu là tứ hành xung. Nhưng tuy nhiên á, là Ngọ và Mão, Tý Ngọ Mão, Ngọ Mão nó sát nhau như vậy đó, nhưng mà nó xét về 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 cái cặp địa chi nó không phải là lục xung, nó chỉ là xung khắc nhau trong tứ hành xung thôi. Là bốn cái con nó có nhiều cái điều mà rắc rối. Thì đối với cái người mà tuổi Mão mà gặp tháng Ngọ là địa chi gặp bị tứ hành xung thì gia đạo chắc chắn là sẽ có một cái chút vấn đề, nhưng không quá lớn lao. Bây giờ đầu tiên hết á, là mình sẽ xét cho những người tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Các bác người tuổi Tân Mão này á là thuộc là mạng mộc, như vậy á là xét về trụ mộc của tháng á, thì là trụ mạng của tháng á là mộc khắc thổ, là bổn mạng tương khắc tháng, cho nên là sức khỏe cũng không được ôm em đẹp cho lắm. Thiên can á, chữ Tân và chữ Canh á, thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Và Tân Canh này á, thì xét về mặt nằm âm ngũ hành thì cùng hành kim, cho nên là công việc cũng không có việc gì quá lớn lao. Đối với những người mà các bác mà sinh ngang năm 1951 này á, thì công việc cũng không còn phải là vấn đề quá quan trọng, vì ở tuổi này thì an hưởng là chính. Địa chi thì như đã nói, Ngọ Mão là tứ hành xung, cho nên là gia đạo chắc là khó yên, sẽ có nhiều cái chuyện buồn phiền đối với người tuổi Tân Mão sinh năm 1951, có thể là buồn phiền con cháu gì đó ha. Tiếp tục đó là người Quý Mão sinh năm 1963. Người Quý Mão thì là mệnh kim, gặp tháng tháng năm âm lịch đó là tháng Canh Ngọ, thì đó là tháng thổ. Như vậy về bổn mạng, xét về trụ mạng thì là thổ sinh kim, bổn mạng được tháng tương sinh, cho nên có thể nói là sức khỏe bổn mạng rất là tốt. Đặc biệt là khi mà bổn mạng được tương sinh á, thì các phúc tinh và tài tinh trong mệnh, vì thế trong tử vi của năm, vì thế cũng được hưởng lợi và tạo ra cái nhiều nhiều cái điều tốt đẹp. Thiên can á, thì chữ Canh với chữ Quý thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên chữ Canh á, thuộc kim, chữ Quý thuộc thủy, cho nên là nam âm ngũ hành là kim sinh thủy. Như vậy á, thì công việc và tài lộc dễ phát sinh, nhưng mà khó có chuyện là lớn lao, vì nó là mới là tương sinh về mặt nạp âm ngũ hành thôi, chứ không phải là lục hợp. Địa chi thì cũng giống như là người Tân Mão, sẽ là địa chi Ngọ Mão tứ hành xung, gia đạo chắc chắn rằng sẽ có chút vấn đề, nhưng không quá lớn lao đâu, vì cái mạng của các bác được là tương sinh ha. Thổ sinh kim thì nó sẽ đem đến nhiều cái điều tốt đẹp, nó tạo ra cho những cái chủ khác. Rồi tiếp tục đó là các anh các chị tuổi Ất Mão. Đây là một trong những cái tuổi đang trong cái giai đoạn là công việc. Người ta nói người Ất Mão thì năm nay có nhiều cái thuận lợi và phát triển. Tuy nhiên là từ đầu năm bây giờ nói là thu thập cái gì nhiều thì cũng không phải. Tháng 2 tháng đầu là 2 tháng hỏa, tới 2 tháng giữa là 2 tháng mộc, sinh xuất bản mệnh hết. Tại vì các anh các chị là người mệnh thủy mà. Tiếp tục tháng này xét về trụ mạng, tức là tháng 5 âm lịch tháng thổ. Như vậy là thổ khắc thủy, bổn mạng bị tương khắc, bị tháng tương khắc, cẩn thận về sức khỏe. Vốn dĩ những cái người Ất Mão mà nam hay nữ mạng gì, sức khỏe cũng là một vấn đề chính. Họ hay bệnh vặt, sức khỏe không phải là cái điểm mạnh của tất cả những người Ất Mão. So với người mệnh thủy là người Giáp Dần và người Ất Mão, cái cặp mệnh thủy này thì người Giáp Dần sức khỏe cường tráng hơn nhiều so với người Ất Mão ha. Rồi thiên can Ất Canh là thuộc ngũ hợp, cho nên là công việc sẽ hanh thông. Từ đầu năm tới giờ Ất Mão chưa thấy gì về tiền bạc, nhưng mà đây là tháng dù sẽ có sinh tài lộc ha, công việc sẽ dễ hanh thông.
địa chi thì tí ngọ mão cũng vẫn là tứ hành xung như các cái tuổi khác, cho nên là gia đạo có vấn đề. Như vậy là đối với cái tháng 5 thì mạng do là bị tương khắc tháng, do là 2 tháng 5, tháng 6 là 2 tháng cực thổ của năm nay, cho nên là bổn mạng của người Ất Mão sẽ yếu, dễ gây bệnh nạn ha. Tuy nhiên được thiên can ngũ hợp thì công việc và tài lộc rất dễ phát sinh, thậm chí là phát sinh lớn, cho nên là công việc và tài lộc thì không phải lo lắng ha. Hy vọng là với công việc tài lộc tốt ha, có tiền là mình thấy có sức sống lên, cho nên sẽ vượt qua cái chuyện khó khăn về bổn mạng. Tiếp tục đó là người Đinh Mão, sinh năm 1987. Người Đinh Mão thì đúng ra năm nay có thể nói là một năm ha, hợi Mão mùi tam hợp, chữ Đinh một hỏa, Đinh Mão là mệnh hỏa luôn, thì gặp cái năm Kỷ Hợi bình địa mộc sẽ rất tốt về bổn mạng ha. Tuy nhiên là thấy là tích cực hơn rõ ràng so với năm 2017-2018, tuy nhiên là vẫn chưa có nhiều tín hiệu như là cái tử vi đã thể hiện. Tại vì sao? Tại vì là 2017-2018 nó quá tệ, nó gặp nhiều trúc trặc quá, cho nên là qua năm nay thì có hững lên một chút xíu, thì cũng phải lo giải quyết hậu quả của 2017-2018 chứ, đâu có thể nào mà nói là một bước cái lên mây được, mình rớt chí dũng bùng cái bước cái lên mây được, đúng không? Mấy người Đinh Mão thì người Đinh Mão sẽ vào cái tháng này trở đi, từ bắt đầu cái tháng Canh Ngọ nè, đặc biệt là tháng Tân Mùi và tháng 6 âm lịch trở đi là sẽ có rất là nhiều điều tích cực, đặc biệt là tài lộc ha. Người ta nói là tử vi nói tốt thì cũng phải có cái gì đó để mà người ta nói là ok chứ, đúng không? Rồi xét về cái tháng 5 đối với cái người Đinh Mão nó như đây. Mạng thì như vậy là người Đinh Mão mạng hỏa, tháng 5 âm lịch tháng Canh Ngọ là thổ, như vậy là bổn mạng bị sinh xuất. Thiên can chữ Đinh với chữ Canh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Không có vấn đề về công việc, không có gì ha. Địa chi thì tiếp tục cũng sẽ giống với những người Ất Mão, Quý Mão và Tân Mão, là địa chi gặp tứ hành xung, tí ngọ, mão dậu. Ngọ mão là nằm chung, cho nên là cũng có chút khó khăn về gia đạo, gây buồn phiền rối rắm. Tiếp tục đối với những người tuổi Mão, đó là người Kỷ Mão, sinh năm 1999, và các bác sinh năm 1939 thì mình 39 thì lớn quá rồi, mình cũng không nói tới nhiều, tại vì thật sự ra mà các bác sinh năm 1939 thì chắc bây giờ này cũng không còn bao nhiêu bác ha. Thì người Kỷ Mão, các em tuổi Kỷ Mão là như thế này. Và xét về mạng là các em là mạng thổ, Kỷ Mão là thổ mà, như vậy là thổ với tháng 5 là Canh Ngọ đồng hàng, sức khỏe bổn mạng không vấn đề. Thiên can canh kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, xét về mặt tử vi. Tuy nhiên canh thì thuộc kim, kỷ thì thuộc thổ ha. Mậu kỷ thuộc thổ mà, tân canh thuộc kim, như vậy là thổ sinh kim. Xét về mặt nạp âm ngũ hành của thiên can thuộc dòng tương sinh thì có thể là nói là công việc hoặc là dễ sinh tài lộc. Với các em 99, tại sao nói như vậy cũng có thể là hiển nhiên thôi, tại vì các em 99 đang đi học mà, thì là sinh viên. Đây là những cái khoảng thời gian nghỉ hè, có thể là nghỉ hè đi làm kiếm được chút ít ha, có tài lộc hanh thông. Tuy nhiên là địa chi gặp tứ hành xung ngọ mão thì coi chừng, là nhất là các em nữ ha, coi chừng là gây gổ với người yêu hoặc là cha mẹ, anh em mình, gây cho mình cái nỗi buồn phiền. Rõ ràng là với cái người mà tuổi Mão, tất cả những người tuổi Mão gặp cái tháng 5 tháng Canh Ngọ thì chắc chắn rằng vẫn phải để ý chính là cái phần gia đạo. Tuy nhiên tùy vào tuổi mà bị nào là thiên can tương khắc hay mạng tương khắc tạo ra những cái khó khăn, có thể về bổn mạng, có thể về công việc. Tuy nhiên là hai cái tuổi mà có thể có nhiều cái không phải lo lắng về phần công việc, đó là Ất Mão và Đinh Mão. Đa phần là thiên can đều tốt đẹp, chứng tỏ rằng với tháng 5 công việc của người tuổi Mão sẽ có nhiều hanh thông, dù rằng nó là tháng có địa chi nằm trong tứ hành xung đối với tuổi của mình. Chứ không phải là cứ hẹn xét cái phần địa chi không, thì mọi như đã giải thích thích ở các clip trước thì tử vi của tháng
nó có ba cái trụ chính, đó là mạng, thiên can và địa chi. Thì thiên can thì là ảnh hưởng phần nhiều cho công việc, địa chi thì cho gia đạo, và mạng thì cho bổn mạng và cái sức khỏe của mọi người. À, như vậy thì mình đã tổng hợp xong và chia sẻ những cái thông tin có thể là hữu ích cho mọi người tuổi Mão ở trong cái tháng năm âm lịch, tháng Canh Ngọ. Hy vọng rằng đây là những thông tin mà mọi người có thể ứng dụng vào cuộc sống để mà có được cái tháng năm tốt đẹp hơn, hanh thông hơn mọi điều từ đầu năm đến giờ. Ai xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cho nhiều người tuổi Mão khác biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video về tử vi khác tiếp theo. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye.